nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng của trận đấu này. Mục đích cuối cùng là ông Jose Mira và các học trò đã tìm ra được những gì sau trận đấu này. Và vừa rồi thì thủ môn Phạm Văn Phong của Olympic Việt Nam đã chút xíu nữa phải vào lưới nhặt bóng, một sai lầm của cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Olympic Việt Nam. Chúng ta xem lại pha bóng này, chút xíu nữa thôi là cầu thủ mang áo số 19 đã chọc thủng lưới Olympic Việt Nam sau một pha băng xuống rất nhanh, không bị ai kèm cả.